Natalie tuyên bố mua loạt hit, netizen tràn vào chúc mừng nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Câu chuyện gây xôn xao nhất vì biết chiều ngày 20 tháng 5 đích thị là việc Natalie chơi lớn khi tuyên bố mua độc quyền hết loạt hit của Cao Thái Sơn như Con đường mưa, Pha lê tím, Tình yêu trở lại, Cầu vồng sau mưa. Đáng chú ý đây đều là những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Một lần nữa Natalie lại khuấy động cả showbiz Việt, khiến nhất cử nhất động của Cao Thái Sơn và nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đều lọt vào tầm ngắm của các thánh hóng VBiz. Sau khi Natalie đăng đàn khẳng định điều này, dân tình nhanh chóng phát hiện ra cách đây ít hôm vào 18 tháng 5, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung từng đăng status khoe chuyện đã trả hết nợ và tuyên bố sẽ lo cho mẹ kể từ ngày hôm nay. Con hết nợ rồi mẹ ơi, từ nay mọi chuyện hãy để con lo cho mẹ, Nguyễn Văn Trung viết. Giữa lúc bị bàn tán xôn xao, tối cùng ngày 20 tháng 4, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã lên tiếng làm rõ tất cả. Theo đó, nam nhạc sĩ khẳng định tự trả hết nợ và mua ghế massage cho mẹ, ngầm phủ nhận chuyện nhờ Natalie mua bài mới có tiền làm những điều trên. Về vấn đề bán hết các hit khủng từng được Cao Thái Sơn thể hiện rất thành công cho Natalie, Nguyễn Văn Trung khẳng định đó là quyền của anh, không sai về cả lý lẫn tình.